Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi VinTipsWatt. Lời đầu tiên xin cảm ơn anh em đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Thì những phiên gần đây thì mình thường lên kính bởi vì cái nhu cầu về mùa hè, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng vừa qua thì rất là nhiều anh em mua kính nên là hiện tượng cháy hàng của mình nó cũng rất là khan hàng. Hôm trước thì mình đã có lên ba cây cơn, ba cây cầu bé, ba cây Amor, thì trong đó có một cây Amor cầu béo và hai cây Amor ba răng. Thì ba cây kính cơn của mình đã giao dịch xong, thì ngày hôm nay mình lên một cây Amor cầu béo và một cây kính cơn. Cây kính cơn hôm trước thì nó cũng là một cây kính cơn dòng chữ nhỏ thập phân gạch ngang, gọi là 5 1 phần 2, có nghĩa dấu thập phân là nó là gạch chéo, nó khác với lại những chiếc dấu gạch ngang. Thực ra thời điểm vừa rồi cũng rất là nhiều anh em có nhu cầu mua cái dòng thập phân chữ ngang, mình cũng cố gắng đặt hàng và mua những chiếc thập phân chữ ngang, bởi vì nó ở trong những giai đoạn 62 đến 65 nó cũng khá là hiếm so với lại những cái đời sau này, bởi vì trong những thời điểm giai đoạn đầu thì những cây kính cơn họ sẽ sản xuất ít hơn ở những thời điểm sau này. Ví dụ như là những cây cơn chữ to thì anh em sẽ gặp được nhiều hơn, hay là những cây cơn 12K. Tuy nhiên là trong dòng chữ kính cơn thì trong một cái tầm giá, ví dụ như cây kính cơn chữ to đẹp nó rơi vào khoảng 15 triệu thì anh em sẽ hướng tới những cây cơn chữ nhỏ nó thêm khoảng 5-7 triệu hoặc là có thể là chục triệu đối với những hình chiếc cây cơn trong cái tầm giá nó hình thức tốt. Đầu tiên mình sẽ lên cây kính cơn. Hôm nay là chỉ có một cây kính cơn và một cây Amor cầu béo. Đây là một cây kính cơn, cơn chữ nhỏ. Cây này giá giao lưu của mình là 25 triệu. Tùy theo hình thức của mỗi chiếc thì giá của những chiếc cơn chữ nhỏ nó sẽ khác nhau. Hôm trước thì buổi phiên trước ngày thứ sáu thì đã giao dịch rất là nhanh với lại một anh trai ở Vũng Tàu, cũng trước đó cũng đã mua một cây cơn của mình, tuy nhiên mua thêm một cây cơn thập phân gạch ngang để sưu tầm. Và hôm nay thì sáng ngày hôm nay cũng rất là nhiều người hỏi về cái những đợt phiên cơn kính cơn của mình ở đợt kế tiếp, thì mình có hẹn vào thứ tư. Tuy nhiên là có lẽ là mình sẽ dừng nhập cơn hôm nay, thì có thể là mình sẽ nhập một cây, và đến thứ tư có thể là mình sẽ cố gắng nhập một cây đẹp nữa để giao lưu cùng anh em. Và trong thời gian tới thì có lẽ mình sẽ dừng nhập cơn để dành cho kính ray băng, và đặc biệt là mình sẽ tập trung vào một cái hãng khá là mới mẻ đối với anh em, đó là hãng Maozim. Hôm trước thì mình đã có trải nghiệm Maozim và mình đã thấy chất lượng lens của chiếc mắt Maozim rất là tốt so với các dòng Ray-Ban đời mới cũng như là một vài dòng khác. Đặc biệt thời gian qua thì anh em cũng hỏi rất là nhiều cái dòng Churomax, dòng Driving Series, những dòng lái xe, thì mình cũng có nghiên cứu khá là sâu về các cái dòng đời mới và phát hiện ra Seren nó cũng là một dòng chuyên dùng để cho lái xe. Đối với những nhà sản xuất mà nó mang tính chất tập trung, ví dụ như là Maozim, họ tập trung vào những cái hoạt động sản xuất lens cho hoạt động ở ngoài trời, họ chỉ sản xuất cái dòng lens cho ngoài trời, thì cái chất lượng của họ nó rất là tốt, và đặc biệt là những cái mắt kính của họ, cái lens trên mắt kính của họ nó giống như các những bức ảnh, bởi vì nó được tráng hai lớp thủy ở trong và ngoài, đồng thời nó có những phim cách nhiệt giống như phim có trong máy ảnh, và nó tạo nên những bức ảnh rất là đẹp ở trong cái cây kính. Rất là đơn giản, khi mà anh em đeo một cây kính, anh em nhìn vào cái đèn ô tô, anh em sẽ nhìn thấy cái 7 cái màu sắc ở trên cái bóng đèn ô tô, anh em sẽ nhìn thấy 7 màu sắc. Việc đó nó không xảy ra ở những cây kính khác, hoặc là nhìn vào màu xanh nó sẽ, ví dụ như là cây Blue Hawaii hôm trước mình đã bán, là một cây Blue Hawaii bán màu xanh, thì tất cả những cái phiên bản mắt màu xanh thì nó khi mà dành ánh sáng biển hoặc là dành cho dân chơi golf thì nó nhìn được đường đường bóng
bóng của chơi gôn nó rất là tốt, hoặc là những cái màu xanh về nước biển, hoặc là những cái điểm xanh nó rất là khá là rõ. Đợt tới thì mình sẽ order hai cái mạng mắt màu vàng, và mình sẽ lấy một số lượng lớn về màu zin để giao lưu cùng anh em. Quay lại chiếc cây kính cơn thì nó những cái kính này này nó đã quá là nổi tiếng rồi, có lẽ là không cần phải nói nhiều về nó nữa. Một trong những dòng nhận diện thương hiệu khá là tốt của những dòng phi công Mỹ. Những chiếc kính nó khá là kinh điển và nó chỉ có một size thôi. Dưới này là có chuyện AO 1 phần 10 12K GF. Bên cạnh đây của nó có chuyện 12K GF 5 1 phần 2 dấu thập phân rất là đẹp. Có lẽ là trên hình ảnh thì sẽ không không nhìn rõ được, nên mình sẽ anh em yêu cầu thì mình sẽ chụp ảnh qua Zalo. Cây này giá giao lưu là 25 triệu. Về cái vỏ bọc vàng của nó thì nó còn lúc mạ nó còn khá là tốt, bởi vì các cái dòng này bọc vàng nó khá là dày. Tất nhiên cái kính cơn thì nó sẽ có mùi đặc trưng ở cái ve của nó này, mùi nhựa ép trên không, nó sẽ có một cái mùi hơi khó chịu một chút. Ở mùi ép nhiệt thì nó sẽ không có cái việc đấy. Tiếp đến là một cây Amor cầu béo. Hôm trước thì mình đã có giao lưu ngay với cây Amor cầu béo với một anh ở trên phố cổ. Đây là một chiếc khác. Và hôm trước thì mình đã có nói rất là rõ rồi, những cái Amo cầu béo, cái chuôi của nó thì là nó là chuôi zin của nó là chuôi đồi mồi chứ không phải là chuôi trắng như một số anh em hay ra bán. Amo ba răng thì chuôi trắng, còn Amo cầu béo thì nó là chuôi đồi mồi. Và thực ra những cây chuôi đồi mồi thì và những cái bản to như thế này, ví dụ những anh em mà khuôn mặt sắc cạnh một chút, khuôn mặt nó lạnh một chút thì nên đeo những cây bản to, nó đeo rất là đẹp. Còn đối với những anh em mà văn phòng, có lẽ phù hợp với các anh hơn, mà các anh ở văn phòng hoặc là hoạt động công chức thì đeo những cây Amo ba răng thì nó sẽ đẹp hơn là những cây như thế này. Những cây như thế này thì thực ra nó phù hợp với lại cái phong cách đi chơi cà phê là nhiều hơn. Anh em có thể nhìn thấy cây cầu béo nó rất là đẹp, và mình vẫn còn hai cây Amo ba răng. Hôm trước mình có đăng, phiên này thì mình chỉ đăng một cây kính cơn thập phân và một cây Amo cầu béo để giao lưu cùng anh em. Những bản Amo cầu béo này nó đeo nó rất là đẹp. Còn về hôm trước thì và hôm trước nữa thì mình cũng đã nói khá là rõ về những cây Amo và những cây kính cơn Mỹ rồi, nó mình bán rất là nhiều cái dòng đấy và bán rất là trôi. Hôm nay thì mình định hẹn anh em là vào thứ tư, một số anh em có gọi thì mình có hẹn vào thứ tư, tuy nhiên thì do nhu cầu của anh em thì mình cũng lên sớm một cái phiên. Có lẽ là sau phiên này thì mình sẽ lên phiên đồng hồ, bởi vì mấy phiên rồi mình đã lên kính rất là nhiều. Bởi thực ra là cái nhu cầu về anh em về kính hiện nay nó rất là lớn nên là mình cố gắng đáp ứng. Đó, một cái Amo cầu béo nó rất là đẹp, một trong những cây khá là kinh điển ở trong cái dòng kính Pháp như Amo hay Essence Tunoi. Những dòng kính nó rất là đặc trưng của dòng Pháp. Còn những cây kính cơn thì nó là những cây kính nó đi vào huyền thoại của những người lính Mỹ rồi. Hiện nay thì trên thị trường và ngay cả bản thân mình thì lượng tiêu thụ kính cơn này nó rất là lớn. Tuy nhiên trên thị trường một trong những mặt hàng ví dụ như như là cây kính cơn là nó cũng được làm giả rất khá là nhiều, nó loạn giá rất là nhiều. Anh em hôm nay gọi điện chào mình cây kính cơn mà gửi ảnh qua Zalo, nhưng mà mình xin thưa là mình không mua bất kỳ một cây kính cơn nào nhé. Mình có cái nguồn riêng mà mình những cái việc mua bán cây kính cơn mình chủ động được, mình không không thiếu. Bởi vì thực ra là những người mà chào mình những cây kính cơn thì đa số là những cây kính cơn đấy là mua từ mua đâu thì mình không biết, nhưng mà chào những cây kính cơn nó không hoàn thiện mà nó có vấn đề. Nói chung là nó có vấn đề. Đó.
Và giá giao lưu của cây Amo cầu béo này là 14 triệu rưỡi. Phiên ngày hôm nay chỉ có 2 cây, một cây Kính Cơn là 25 triệu và cây Amo cầu béo là 14 triệu rưỡi. Xin cảm ơn anh em.